Chào mừng các bạn đến với kênh Đập Phá. Vâng, hôm nay mình sẽ khám sau đó là phá cái sò nóng lạnh ra, xem bên trong ruột của nó thì có những cái gì. Đấy, thì cái sò nóng lạnh của mình này là mình mua về nhưng mình rất là tò mò, không biết bên trong nó có cái gì. Thì ở cái viền này mình thấy nó bằng cao su thì phải này, nhưng mà nó chịu nhiệt rất là tốt. Ôi, ok, thôi không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu bổ ra thôi. Đây, mình sẽ bổ từng góc một. Mình xem nhé, xem bên trong là có những cái gì, mình sẽ cho các bạn xem. Vâng, mình đang bẻ nó ra như này. Đây, các bạn có thể thấy đấy ạ. Đây là những cái nó như kiểu thiếc thiếc nó hàn vào đây. Rồi mình sẽ bẻ tiếp. Cái này thì hoàn toàn bằng sứ các bạn ạ. Vâng, đây là sứ chịu nhiệt. Vâng, ở đây có vẻ như là rất là khó bẻ. Mình sẽ dùng cái kìm này xem sao. Ồ, đây chính là cái bên trong của sò nóng lạnh này. Mình cũng không biết nó là cái gì nữa, nhưng mà ở đây thì nó sẽ gồm những cái cục vuông vuông như thế này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái cục vuông vuông không ạ? Đây, mình sẽ chỉnh cho nó nét một chút. Đấy, đây chính là cái cục vuông vuông. Nó gồm rất là nhiều cục như này. Có nghĩa là nó sẽ có hai cái mảng ở bên trên bên dưới nó ốp vào nhau. Và dây điện nó sẽ dẫn từ đây vào đây. Long quang qua những cái cục vuông vuông này. Mình nghĩ ở đây nó là chất bán dẫn gì đó thôi. Đây chính là hai cái mảng nó ốp vào nhau như này. Các bạn có thể thấy không ạ? Đây là hai mảng ốp vào nhau này. Đấy, cứ một cái bên trên thì lại có một cái bên dưới so le. Và nó so le nhau như vậy. Vâng, đến tận đây luôn các bạn ạ. Cái này thì mình thấy là nó hàn bằng thiếc. Chính xác là thiếc rồi. Đây, mình sẽ gỡ cả mảng đây. Quả thực là nó xếp so le nhau luôn các bạn ạ. Đấy, cái một trên một dưới, một trên một dưới như này. Nhưng mình cũng không biết nó là cái gì cả, mình chỉ biết là nó hình dạng như này thôi. Đấy, hôm nay mình đã bung cho các bạn xem rồi. Đây chính là hình dạng bên trong của một con sò nóng lạnh. Đấy, đại loại là mình đã phá xong rồi, thế cho nó dễ. Đấy, ở đây mình khám, đưa bệnh nhân vào khám, khám xong phá bệnh nhân nát bét như này. Đấy, nhìn cái này thì có vẻ là giống cái nghĩa trang các bạn ạ. Đây là gồm những ngôi mộ này. Ôi, ok, như vậy là mình đã phá xong sản phẩm này rồi, khám cũng xong rồi. Chào các bạn nhé.